Kính chào bà con và các bạn, trang nông nghiệp tuần này có những nội dung đáng chú ý sau. Hướng dẫn phong trừ chuột, ốc bươu vàng và bệnh nôn sọc đen hài lúa hè thu 2022. Những việc nhà nông cần làm trong tháng 6. Trước hết là trang tin nông nghiệp. Thưa bà con và cả bạn, nếp than là dòng lúa nếp bản địa của bà con người dân tộc Ba Cô tỉnh Quảng Trị có hương vị đặc trưng thơm ngon, vị đầm, dẻo. Tuy nhiên theo thời gian, diện tích gieo trồng bị thu hẹp. Vì vậy, việc nghiên cứu bảo tồn và phục trạng dòng lúa nếp than này là rất cần thiết. Nếp than là dòng lúa có thời gian sinh trưởng dài ngày, chiều cao cây thấp hơn so với các dòng lúa thường, bông lúa to, màu tím, hạt to mẩy. Tuy là dòng lúa nếp đặc sản, nhưng hiện nay số hồ gieo trồng không nhiều. Tại xã A Ngo, huyện Đắc Rông có diện tích đất sản xuất là 23 hecta thì chỉ còn khoảng 20% trong dòng lúa này và có nguy cơ diện tích bị thu hẹp nếu không có chính sách bảo tồn và nhân rộng, có nguy cơ bị mất giống. Hiện tại, xã chỉ có thôn A Đen duy trì gieo trồng dòng lúa nếp than này với diện tích khoảng 5 hecta một năm. Việc sản xuất các ruộng lúa này theo kiểu nhờ trời, bổ trí gần các khu dân cư không có biện pháp bảo vệ, nên hay bị vật nuôi phá hoại. Mặc dù năng suất không cao lắm, khoảng 40 tạ một hecta, nhưng chất lượng dẻo thơm, sạch, giàu chất dinh dưỡng nên giá trị sản phẩm mang lại khá cao. Hiền nếp than được bà con bán với giá 40.000 đồng một kg, cao gấp nhiều lần so với các loài nếp khác, để phục vụ cho các lễ hội đại khách quý. Với mong muốn phát triển và bảo tồn dòng lửa nếp than và xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả cũng như chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và ngày càng nhân rộng mô hình hiện Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đang đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ nguồn kinh phí để Trung tâm xây dựng đề tài nghiên cứu, bảo tồn và phục trạng dòng lúa nếp than này. Nhằm nghiên cứu và hoàn thiện quy trình gieo trồng, chăm sóc để bảo đảm năng suất, chất lượng tốt nhưng vẫn giữ nguyên hương vị, làm cơ sở để phát triển giống và xây dựng thương hiệu OCOP cho địa phương, phát triển sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống cũng như đảm bảo an ninh lương thực cho bà con. Vừa qua, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng khu 4 tổ chức khai giảng lớp đào tạo giảng viên IPM TOT cho 30 học viên là công chức, viên chức của các đơn vị trong ngành nông nghiệp. IPM là một chương trình hết sức ý nghĩa và mang lại rất nhiều lợi ích cho nông dân và nền nông nghiệp. Mục tiêu của chương trình IPM là áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp dựa trên phương pháp tiếp cận sinh thái, giúp người nông dân hiểu rõ hệ sinh thái đồng ruộng, sử dụng các phương thức canh tác hợp lý, đưa ra các quyết định hiệu quả trong quản lý hệ thống sản xuất, hướng tới mục tiêu giảm thiểu mức độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp bền vững thực hiện chỉ thị số 8141 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tiếp tục triển khai chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng trị đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng trị ban hành kế hoạch về đẩy mạnh ứng dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao, có tiềm năng xuất khẩu ở địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt qua quyết định số 3433 ngày 27 tháng 10 năm 2021. Khóa đào tạo diễn ra trong 3 tháng, bám sát theo chu kỳ sinh trưởng phát triển của các cây trồng trong vụ hè thu 2020. Theo đó, các học viên sẽ được hướng dẫn lý thuyết trên lớp kết hợp với thực hành các thí nghiệm trên đồng ruộng về kỹ thuật trồng chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên các cây trồng. Bên cạnh đó, các học viên còn được trang bị các kiến thức kỹ năng về huấn luyện cho nông dân, chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên các loài cây trồng, hướng dẫn cho các học viên các kỹ năng truyền tải kiến thức để nông dân một cách dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng, giúp nông dân có thể tiếp thu và ứng dụng vào quá trình sản xuất sau khi được đào tạo đây sẽ là lực lượng nồng cốt trong việc triển khai các lớp huấn luyện ipm cho người nông dân trên các loài cây trồng trong toàn tỉnh qua đó giúp tăng năng suất và chất lượng cây trồng Thưa bà con và các bạn, vụ hè thu 2022 đang cần kề. Đây là vụ sản xuất được xác định sẽ có nhiều khó khăn do thời tiết khí hậu biến đổi bất thường và các đối tượng diệt hại như chuột, ốc bưa vàng, dây lưng trắng và bệnh nôn sọc đen có nguy cơ phát sinh gây hài nặng ngay từ đầu vụ. Để phòng trừ tốt các đối tượng diệt hại trên, Trang nông nghiệp kỳ này, thạc sĩ Thải Thị Kim Tuyến, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị sẽ trao đổi với bà con một số biện pháp chủ yếu để phòng trừ các đối tượng diệt hại này. Xin mời bà con cùng theo dõi. Bước vào vụ heo thú thì bản thân em cũng cùng gia đình cũng đang rất lo lắng về đối tượng chuột cái hại phá mùa màng của bà con thì chị hãy cho biết những biện pháp mà phong trừ hiệu quả. Rất cảm ơn anh về câu hỏi vừa rồi. Đối với đối tượng chuột để phong trừ chuột có hiệu quả thì bà con À, cần thực hiện tốt các cái biện pháp sau à, thứ nhất đó là à, vệ sinh đồng ruộng phạt quang bờ bùi làm sạch cỏ ven bờ để à, hạn chế nơi trú ẩn của chuột thứ hai à, là việc diệt chuột cần phải được tiến hành à, thường xuyên liên tục và đồng bộ trong đó phải có những cái đợt cao điểm diệt chuột ví dụ như là trước khi vào vụ rồi là vào cái giai đoạn lúa đẻ nhánh thứ ba là việc diệt chuột À, là chúng ta cần tiến hành bằng các cái biện pháp tổng hợp à, Trong đó có biện pháp thủ công như là đào bắt chuột à, Rồi là dùng các cái loài bẫy à, như là bẫy bán nguyệt Rồi bẫy lồng, bẫy kẹp à, đặt tại các cái nơi mà chuột à, thường xuyên qua lại à, Và chúng ta sử dụng biện pháp sinh học à, Ví dụ như là dùng chó để săn chuột Rồi là phát triển đàn à, Còn đối với cái việc à, mà dùng thuốc á, thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng thuốc sinh học ví dụ như loài bi rát này à, nếu như mà sử dụng thuốc hóa học à, thì bà con chúng ta phải chú ý là sử dụng à, thuốc bảo vệ thực vật à, trong cái danh mục à, được phép sử dụng tại Việt Nam bên cạnh chuột bạn thân tôi cũng rất lo âu ốc bưu vàng sẽ gây ảnh hưởng gây ảnh hưởng nặng trong vụ hè thu này xin chị cho biết giải pháp và biện pháp phòng trừ có hiệu quả đối với đối tượng ốc bươu vàng á và ốc bưu vàng rất thích ăn mâm lúa và lúa non đặc biệt là sau các cái đợt mưa mà có lúa đồng ở trên ruộng thì ốc bưu vàng phát sinh phát triển gây hại nặng và làm cho chúng ta là tổn công dầm hoặc thậm chí là có thể là phải gieo lại thì để phòng trừ ốc bưu vàng hiệu quả thì chúng ta cần thực hiện tốt các cái biện pháp là bao gồm biện pháp thủ công, à, biện pháp sinh học, biện pháp hóa học và cơ học. thì trong đó chúng ta cần ưu tiên cái biện pháp thủ công à, bởi vì đây là cái biện pháp đơn giản, dễ thực hiện và hiệu quả. và cái biện pháp này thì chúng ta nên tổ chức à, thu gom ốc và trứng ốc, à, sau đó là đem tiêu hủy hoặc là đem đem làm thức ăn cho vật nuôi còn đối với biện pháp sinh học thì chúng ta có thể là sử dụng vịt thả vào ruộng trước khi mà chúng ta gieo hoặc là khi mà cây lúa đã tốt để cho vịt ăn ốc non và trứng ốc còn đối với biện pháp hóa học thì chúng ta chỉ sử dụng khi mà diện tích ốc gây hại quá lớn và mật độ ốc quá cao mà lại chủ yếu là ốc tuổi nhỏ và chúng ta khó sử dụng các cái biện pháp thủ công hay là biện pháp sinh học thì khi đó chúng ta mới sử dụng biện pháp hóa học và khi sử dụng biện pháp hóa học thì bà con chúng ta cũng chú ý cho là sử dụng các cái loài thuốc mà ít độc với động vật thủy sinh với con người và môi trường thì ở đây cũng xin giới thiệu với bà con là thường có hai cái nhóm nhóm thứ nhất là thuốc dạng phun với cái hoạt chất niclosamin ví dụ như là thuốc siêu sạch ốc này này À, với à, lại là một số loài số nhóm thuốc khác và thuốc thứ hai là cái nhóm thuốc rải à, ví dụ như thuốc có hoạt chất à, metanđehit à, thì thuốc đó gồm có ví dụ như là Mefpastin à, hoặc là Paspot 300RG thì thuốc đó dạng rải. Lưu ý à, khi phun thuốc trừ ốc thì ruồng phải có nước thì sử dụng thuốc mới hiệu quả. Thứ hai nữa là thuốc diệt ốc à, rất độc với động vật thủy sinh cho nên khi sử dụng bà con cần thận trọng tại các cái vùng mà gần cái nơi nuôi trồng thủy sản. Tôi nghe nói thì bệnh lùn sọc đen đó thì phát sinh từ đầu vụ và gây thiệt hại rất lớn để năng suất và chỉ cho biết là nguyên nhân biện pháp phòng trừ hiệu quả. Vâng, bệnh lùn sọc đen là bệnh do virus lùn sọc đen phương Nam gây ra và dây lưng trắng là mỗi giới truyền bệnh khi mà cây lúa nhiễm bệnh này thì có các cái triệu chứng ví dụ như là cây thấp lùn hơn bình thường à, xanh đầm hơn à, và lá xoăn ở đầu ngọn hoặc là toàn bộ lá à, đặc biệt là vào về sau thì cây lúa trổ rất là khó thoát và trổ lên thì hạt là bị đen và và lép rất là nhiều gây ảnh hưởng rất lớn đến năng suất để phòng trừ bệnh lun sọc đen có hiệu quả thì bà con chúng ta cần thực hiện các cái biện pháp như sau thứ nhất là làm đất sớm cây vui gốc rạ vệ sinh đồng ruộng và chúng ta nên bón vôi và chế phẩm cô đẹp ma thứ hai là chúng ta phải sử dụng các cái loài giống có phẩm cấp giống sạc nhân trong bồ giống cơ cấu của tỉnh và thứ ba là chúng ta nên xử lý hạt giống trước khi gieo và xử lý bằng các cái loại thuốc ví dụ như là thuốc Cruiserflut, thuốc Mepsilo sẽ cho hiệu quả trừ rầy rất cao trong khoảng 20 ngày đầu sau gieo và thứ tư là chúng ta cần gieo cấy mật độ vừa phải hợp lý thường là lượng giống khoảng 70 cho đến 80 kg trên ha đồng thời phải đảm bảo chăm sóc bón phân cân đối hợp lý và đặc biệt là không nên bón thừa đàm có thể hỗ trợ sinh trưởng cho cây lúa bằng phun bổ sung phân qua lá rồi là làm sạch cỏ dài và thứ năm đó là chúng ta cần phải thăm đồng thường xuyên để phát hiện dây sớm đặc biệt là phát hiện dây lưng trắng có mang virus lùn sọc đen nếu phát hiện dây lưng trắng có mang virus lùn sọc đen thì phải tiến hành phun thuốc trừ dây ngay và cùng thăm đồng để phát hiện cây lúa bị nhiễm bệnh lun sọc đen. Nếu như cây lúa bị nhiễm bệnh lun sọc đen thì chúng ta cần phải tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy ngay cây lúa nhiễm bệnh và lưu ý là trước khi nhổ bỏ tiêu hủy thì phải phun thuốc trừ rầy để tránh bệnh lây lan ra các vùng khác kính thưa bà con trên đây là các cái biện pháp phòng trừ các đối tượng dịch hại chuột ốc bưu vàng và bệnh lùn sọc đen rất mong bà con chúng ta thực hiện các biện pháp trên đầy đủ để việc phòng trừ dịch hại có hiệu quả đảm bảo an toàn cho người sản xuất và môi trường và có một vụ mùa thắng lợi xin chào bà con Chính. Bà con và các bạn đang theo dõi trang nông nghiệp. Phần cuối chương trình mời bà con và các bạn theo dõi hướng dẫn những việc cần làm trong tháng 6. Công việc đồng án Tiếp tục gieo xà các dòng lúa ngắn ngày kết thúc trước ngày 5 tháng 6 năm 2022, riêng vùng trụng huyện Hải Lăng trước ngày 20 tháng 8 năm 2022. Phun thuốc trừ cỏ cho lúa, chăm sóc tỉa dằm, sợi xảo, sục bùn, bọn phân thúc lần 1 cho các trà lúa sau gieo xạ 12 đến 15 ngày gieo ngô, lạc, vụ hè thu kết thúc trước ngày 5 tháng 6 năm 2022 để thu hoạch trước ngày 5 tháng 9 năm 2022. Đầu đổ các loại kết thúc gieo 20 tháng 6 năm 2022. Sợi xảo phả váng, chăm sóc tưới nước cho cây màu, ngô, đầu đổ, lạc, vụ hè thu. Trồng khoai môn, từ, tía khi đất đủ ẩm. Thu hoạch hồ tiêu vùng đồng bằng, phòng trừ rệp sát, tuyển trùng, chết nhanh, chết chầm hài hồ tiêu. Tăng cường công tác phòng trọng hàn cho cây trồng tăng cường diệt chuột và ốc bươu vàng, tập trung công tác phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen trên cây lúa ngay từ đầu vụ. Trồng cây ăn quả, cây công nghiệp vùng hưởng hóa khi đất đủ ẩm. Về chăn nuôi, quản lý đàn gia súc gia cầm, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi. Tiếp tục tiêm phòng các loài vaccine theo quy định, tăng cường các biện pháp phòng chống các loài dịch bệnh nguy hiểm ở vật nuôi, phòng chống nắng nóng, dự trữ và đảm bảo nguồn nước uống cho vật nuôi. Về thủy sản, vỗ bèo cả thịt vùng trùng để thu hoạch trước lụt, chăm sóc cả bổ mẹ, phòng chống dịch bệnh cho tôm cá, tăng cường quản lý các yếu tố môi trường ao nuôi tôm cá, khai thác nghề lưỡi vây bụt chi, lưỡi rê bùng nhùng, lưới rê ba lớp khai thác mực nang, cả chim trắng, cả hổ, lồng bầy khai thác kè và ốc hương, pha xúc, lưỡi chụp, nghề câu tay cả nục, nghề câu vàng. Về nông nghiệp, tiếp tục phòng chống chảy rừng, chống hàn cho vườn ươm, phòng chống bành rơm lạ thông, chuẩn bị hỗn hợp trồn bầu ươm các loài cây trong kế hoạch năm 2022, chuẩn bị hỗn hợp trồn ruột bầu ươm cây thông nhựa và các loài cây bản địa trên 12 tháng tuổi cho kế hoạch trồng rừng năm 2023. Gieo ươm cây giống các loài keo chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2022 từ tháng 6 đến tháng 10. Về thủy lợi, kiểm tra hệ thống canh mương tưới tiết kiệm và chống tổn thất nước cấp nước phục vụ công tác làm đất gieo cấy để gieo cấy vụ hè thu kiểm tra duy tu bảo dưỡng các trạm bơm đã có sẵn đồng thời lắp đặt thêm các trạm bơm giả chiến để phục vụ bơm chống hàn cho vụ hè thu theo dõi tình hình mặn xâm nhập nội đồng sông để có kế hoạch tẩy nước từ sông đảm bảo cấp nước sản xuất thường xuyên kiểm tra các công trình ngăn mặn không để mặn xâm nhập vào nội đồng triển khai công tác chống hàn đảm bảo phát triển sản xuất kiểm tra công trình hồ đập đê điều đảm bảo an toàn trước mùa lụt bão trực theo dõi công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xin được cảm ơn bà con và các bạn đã đồng hành cùng trang nông nghiệp tuần này. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong khung giờ này vào tuần sau.